Những năm qua, triển khai nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để sẵn sàng cho việc áp dụng từ năm học 2020-2021, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhất là trong việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Khi chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 được chính thức triển khai từ đầu năm học này, giáo viên lớp 1 các trường đã nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt chương trình, linh hoạt, có sự điều chỉnh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Bước vào năm học 2020-2021, trẻ hơn 2 tuần so với nhiều địa phương trên cả nước. Các giáo viên lớp 1 tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động vừa dạy vừa điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh. Từ phương pháp dạy học mở, việc thực hiện chương trình mới và sử dụng sách giáo khoa mới, giảng dạy cho học sinh lớp 1 đã bắt đầu quen dần. Cũng được sự hướng dẫn của các giáo sư, các chủ biên, thì người ta hướng dẫn rất là cụ thể và các cô về cũng qua đó là cũng học tập và tự nghiên cứu và đưa tới một cái chất lượng bài dạy cho học sinh nó tốt hơn, và các cô cũng thấy là nó trôi chảy, xuyên suốt và học sinh nó lĩnh hội tốt. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các đơn vị trường học. 100% giáo viên giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý được bồi dưỡng tập huấn trực tiếp và trực tuyến về chương trình mới. 100% giáo viên dạy lớp 1 và phó hiệu trưởng được tập huấn về sử dụng sách giáo khoa theo các bộ sách giáo khoa các trường đã lựa chọn. 100% hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được tập huấn về module 1, quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học. Nhờ vậy, giáo viên không bị lúng túng, bỡ ngỡ khi tiếp cận với chương trình. Qua cái việc mà tham gia các cái lớp tập huấn do Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức và tham gia các cái buổi sinh hoạt chuyên đề của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Khê và các chuyên đề do nhà trường tổ chức, thì giáo viên đã nắm vững các cái phương pháp, hình thức tổ chức linh hoạt cho cái hoạt động học ở trên lớp nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Và đến thời điểm này thì giáo viên của nhà trường đã bắt nhịp được với chương trình và tự tin trong quá trình lên lớp. Năm học 2020-2021 là năm bản lề để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã triển khai các giải pháp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên. Đối với việc chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 2 và lớp 6, hiện tại thì lực lượng giáo viên cũng đã được chuẩn bị. Đối với sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, sau khi hoàn thiện bộ sách xong thì sẽ bắt đầu thực hiện các công tác tập huấn theo quy định. Bên cạnh đó thì cũng bắt đầu tiến hành công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới theo các cái văn bản hướng dẫn của bộ. Bên cạnh đầu tư về con người, yếu tố then chốt cho sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục, ngành giáo dục thành phố cũng đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh, máy tính, bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ, đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình.